Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của Hack Channel và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Mi 11 Ultra cập nhật thêm tính năng cho màn hình phụ. Theo một bài đăng trên Weibo, màn hình phía sau của Mi 11 Ultra hiện đã hỗ trợ quay video cũng như là một số tính năng khác. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích khi người dùng quay vlog bằng thiết bị camera chính trên điện thoại. Hơn thế nữa, thậm chí bạn có thể theo dõi các chế độ quay video nâng cao như là video tua nhanh thời gian, chuyển động chậm, chế độ chân dung, chế độ ban đêm. Tuy nhiên, các tính năng này hiện đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và chỉ có sẵn trên các phiên bản beta nội bộ. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, khi những người sử dụng bản beta không phát hiện bất kỳ lỗi nào trong quá trình sử dụng, Xiaomi sẽ phát hành một bản cập nhật phần mềm ổn định cho các người dùng trên toàn thế giới trong một vài tuần tiếp theo. Samsung công bố danh sách những thiết bị được cập nhật One UI 4.0. One UI 4.0 dựa trên Android 12 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cải tiến vượt trội hơn với những tính năng hữu ích, giao diện người dùng được làm mới cũng như nâng cao đáng kể quyền riêng tư của người dùng. Và theo chính sách hỗ trợ nâng cấp 3 năm của Samsung có hiệu lực đối với các thiết bị Galaxy được phát hành từ năm 2019, đây sẽ là danh sách những cái tên dự kiến sẽ được cập nhật lên nền tảng One UI 4.0. Samsung sẽ bắt đầu triển khai One UI 4.0 sau khi Android 12 được công bố. Và theo lộ trình hàng năm, chủ sở hữu của Galaxy S21 series có thể là những người đầu tiên được trải nghiệm One UI 4.0, lộ diện chiếc Galaxy Z series tiếp theo của Samsung. Trước đó, một thiết bị có tên thương mại là Samsung Galaxy Z Fold đã được Samsung Electronics nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu. Chỉ vài ngày sau đó, Samsung lại tiếp tục đăng ký với Văn phòng một thiết bị có tên thương hiệu là Galaxy Z Slide. Theo đó, đây là một thiết bị tiếp theo thuộc dòng Galaxy Z, với màn hình có thể gặp lại hoặc cũng có thể sẽ là màn hình cuộn tiếp theo của Samsung. Let's Go Digital cũng đã tiết lộ hình ảnh render về thiết bị mới của Samsung. Có thể dự đoán đây sẽ là một chiếc smartphone hoặc là máy tính bảng mới, với màn hình có thể mở rộng theo chiều dọc, và nó sẽ được Samsung giới thiệu trong sự kiện Unpacked vào năm 2022. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ra mắt. Galaxy Tab S7 FE 5G sẽ nặng 608g và dày 6.3mm. Chiếc máy sẽ được trang bị màn hình IPS LCD có kích thước là 12.4 inch, hỗ trợ độ phân giải là 2560x1600px và tần số quét là 60Hz. Thiết bị sử dụng bộ vi xử lý đó chính là Snapdragon 750G, đi kèm với đó là 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Viên pin của máy sẽ có dung lượng là 10.900mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, nhưng Samsung sẽ không bán kèm củ sạc 45W trong hộp nên người dùng phải mua riêng ở bên ngoài. Máy tính bảng cũng sẽ hỗ trợ bút S Pen. Khi bán ra, sản phẩm sẽ được cài sẵn giao diện người dùng One UI trên nền hệ điều hành Android 11. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G sẽ được bán với mức giá là 649 euro, khoảng 18,3 triệu đồng tại thị trường Đức. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.